Chào tất cả bạn, mình tên là Trần Duy Mạnh. Và từ đó thì mình là thầy nguyên sinh Nam Bỉ đã sẽ mở cửa cho mình. Bây giờ mình sẽ diễn tả lại cái bài nhân nét mà thầy nguyên mình vừa làm. Nước ca số đo dưới dạng số cố thập phân gồm có hai phần, là phần đầu tiên là số đo độ dài, phần thứ hai là thực hành. Số đo độ dài gồm có số thập phân, thực hành gồm có là xác định mối quan hệ.